Đây nè cô chú ơi, chay mẹ mới, chay mới tắm xong, bây giờ mẹ sấy tóc cho chay nha. Mẹ sấy tóc cho cô chay nè cô chú. Chú thấy chay giỏi chưa? Tóc lên đi. Bây giờ tóc lên luôn đi. Mới sấy xong để cho nó khô khô chút nữa đã. Bây giờ nó chưa khô gì mấy đâu. Sấy cho mình sấy sơ sơ vậy chứ đâu phải sấy cho nó khô được. Đó, đẹp quá. Đẹp không chay, đẹp không? Đẹp không? Nhìn như đây đẹp không? Cái gì ăn phun gì à? Rồi. Rồi đi xuống đi. Đi xuống. À, cho cô chú coi chay nè. Chay mà cái đầm đẹp không cô chú? Chay, quay về coi. Ê, đẹp quá. Xuống đàng hoàng. Rồi đứng ra đây này, đi xuống đây con. Cái gì cứ lên cứ xuống, cứ lên cứ xuống ở đây, đây xuống này, xuống đây. Đây này mấy chó này nè. Chay. Xuống đây. Xuống đây mẹ, lại lên. Xuống đây lại lên. Từ từ thôi, từ từ xuống. Đúng rồi, từ từ xuống nha. Nữa. Nó đòi chị với Linh, nó đòi chị với Linh. Nó đứng miết luôn. Đó, đó, đó. Rồi, rồi, bồng gì Linh xuống, rồi đi, xuống đây. Xuống đây, xuống đây. Rồi, đó, mày để gì? Nè, mày để gì Linh xuống đây nè, con xuống đây nói chuyện gì Linh đây. Nữa. Con chay này nữa. Đây xuống đây. Rồi xuống đây. Dì Linh nè, dì Linh nè. Dì Linh nè, đó dì Linh kìa. Baby shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy shark. Quay lại đây. Grandma shark do 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 do. Grandpa shark do 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 do. Đây 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 nè, đây nè. Whoops. Cái trái gì đây ta? Trời ơi, con nó đứng lên kìa. Cái đâu có, cái đó là cái toilet để cho nó tập cho nó đi tiểu đó. Đi xuống đây. Mặc áo đẹp mà xuống không khoe cô chú gì vậy? Đó, cô chú ơi, chay mới ăn uống xong, chay ngủ dậy hồi lúc 9 giờ rưỡi. Chay ăn uống xong. Mẹ mới tắm cho chay xong, chơi bây giờ mấy giờ? Giờ mấy giờ? Bây giờ là 11 giờ rưỡi. À, trời ơi, giữ chưa? Ô, ra đi ôm mẹ hả? Thương má không? Thôi đi lên đó nhảy nè, mẹ hát nhảy quay dùm. Cái bộ đồ này quay mới đẹp nè. Này mày kéo xuống đàng hoàng coi, kéo xuống đàng hoàng. Rồi, đi nè, gì đây? Em chay của mẹ em ơi, Sikula của mẹ em ơi, em bung bung của mẹ em ơi, Suzuki của mẹ em ơi. Đó, nghe thấy em đập tay cũng bắt chước đập theo đó. Cái dây này nè, thế nào cũng chầm cái dây này nè. Đi xuống con à, con đòi cái gì trên này? Hả, con đòi cái gì trên này? Đây nè, xuống đây nè. Hỏi còn dì Linh kìa. Ui, trời dì Linh, dì làm gì vậy trời? Đây nè. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Ears and eyes. Nè nè, mẹ hát bài này cho ngoại hát bài này nè. Mẹ mua cho em con heo đất. Mẹ mua cho em con heo đất. E-a. Ngày hôm nay em vui lắm. Cầm heo trên tay em ngắm. E-a. Làm sao cho heo mau lớn. Làm sao cho con chay mau lớn. E-a. Trời trời.
Ôi trời trời trời, nó xỉu luôn rồi, nó xỉn luôn rồi. Ôi trời ơi, nó xỉn luôn rồi. Coi nó kìa, coi được không? Coi được không? Được, ngồi dậy dơ, ngồi dậy. Mẹ mới tắm con xong đó chay. Coi nó kìa. Coi đây đó, coi kêu được không? Đi, đi. Làm sao cho con chay mau lớn? Ý a, ý a. Làm sao? Nè con ngồi nói chuyện với cô chú đi. Nói chuyện cô chú thì sao? Rồi đứng lên đi, đứng lên con quay đi, con quay vòng tròn cho cô chú coi đi. Dữ chưa? Cô chú thấy công chúa quay nhảy múa chưa? Con cò bé bé, nó đậu canh tre. Đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi chay hỏi, khi về chay chào. Miệng chay chùm chim mẹ yêu không nào. Oops. Rồi bây giờ chay nằm đây chay ngủ nha. Rồi giỏi. Ngồi ngủ dậy cái có gì con kêu mẹ nha. Trời ơi sao ngủ gì mà xúc lưng xúc áo hết rồi. Cô chú ơi, mẹ mới thay áo cho em rồi. Thôi em nằm đây em ngủ nha. Nằm xuống. Ừ giỏi quá, gật đầu thương má thôi á. Ừ con ngủ mẹ đi ra nha. Ngủ đi con. Dậy sớm dữ hả ca? Ca ơi, sao dậy sớm dữ hả? Hả? À, sao hôm nay con dậy sớm nói mày nghe coi. Trời ơi. Muốn ngồi vậy mà ngồi không nổi hả? Ngồi vậy không nổi hả? Trời đất ơi, coi kìa. Trời ơi, coi ngồi dậy. Trời đất ơi, coi kìa. Em ôm xuống. Rồi con ôm em hả? Mà sao con dậy sớm vậy? Con nói mẹ nghe coi, mới có 2 giờ sao dậy sớm vậy? Cướp. Ôi coi dậy kìa, coi dậy à. Coi dậy tự nằm tự hát ca rồi cô chú. Nó nằm nó tự hát ca xong rồi cái mẹ mới nghe. Mới nghe cái mẹ mới chạy vô đấy. Vậy cái nó hát, nó ca, nó cười rồi nó. Nó xạo sự rồi, cái giờ xạo. Con này chay, con ngủ có ngon không? Nói mẹ nghe coi. Hả, con ngủ ngon không? Trời ngủ hết ôm em gấu này tới ôm em gấu khác. Rồi được không? Làm sao? Con chào cô chú chưa? Nói mẹ, con muốn mẹ bỗng con hả? Con ngủ, con ngủ ngon không? Mà con nói ẩm. Ẩm đi, con nói ẩm. Ok. Chào cô chú đi. Hi. Coi tắt đèn giùm mẹ coi, tắt đèn giùm mẹ coi. Tắt. Good job, JD. Oops. Oops. Trời đất ơi, cô chú thấy em giỏi chưa? Em tắt đèn giùm mẹ đó. Giỏi cái. Ồ, con ngủ có ngon không? Nói mẹ nghe coi. Ngủ ngon không?
Sao? Ăn gì? Ăn gì? Uống nước hả? Uống nước không? Không muốn hả? Không muốn hả? Không muốn thôi. Từ từ mới dậy, từ từ tỉnh mỉnh đi mẹ cho ăn. Hả? Chín mỉnh đi mẹ cho ăn. Thương má. Ô trời ơi, ngủ gì còn nhát nữa. Ô trời ơi, sao dậy sớm vậy à? Nói mẹ nghe, mới 2 giờ trưa rồi nè. Người gì chừng nào đi ngủ lại? Đi đâu? Nào. Trời ơi rồi. Kéo áo ra, kéo áo ra. Kéo áo ra con. Mày kéo không? Mày giúp không? Tôi cần mày giúp không? Này, đây mày kéo ra cho. Kéo ra. Kéo. Yeah. Yeah. Mẹ mua cho em con heo đất. Mẹ mua cho chị con heo đất. Ý a ý a. Ngày hôm nay chị vui lắm. Cầm heo trên tay chị ngắm. Ý a ý a. Làm sao cho heo mau lớn. Làm sao cho con chay mau lớn. Ý a ý a. Chay không đòi ăn cơm. Chay không đòi ăn cám. Chay chỉ cần mẹ bế trên tay. Âu ơ. Em không thèm mua kem. Baby shark tu 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 tu. Mommy shark tu 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 tu. Coi kìa. Con ngủ dậy kìa. Cô chú thấy em mới ngủ dậy em dễ thương ghê chưa? Xì. Xì là gì? Xì. Xì. Ừ. Xì. Sao con? Ừ, sao nữa? Thôi 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 thôi. Chơi đồ chơi hả? Đồ chơi đồ chơi hả? Lại mẹ mới dọn vô rồi đó, giờ lấy ra lôi ra nữa đi. Lúc con ngủ mẹ mới dọn đó, giờ con lôi ra nữa đi giùm mẹ đi. Mẹ cảm ơn con nhiều. Kéo áo xuống rồi. Kéo áo xuống. Nè, đội cái nón này vô. Đó, đội cái nón này vô cho cô chú thấy ngầu nè. Ngầu không? Đây nè, đây nè. Đây nè, con ngầu không? Ê, ngầu chưa? Lên ghế ngồi, lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi cho thấy ngầu chơi. Tha thiệt. Ừ, tha thiệt trà. Ở cái áo này sao có tay thì mệt quá hả chay? Để đây nè mẹ ơi, đây mẹ nghiên cứu cái tay này coi. Cái áo này hơi bị mệt rồi đó. Đây, đây, đây. Đây đây mẹ. Đây. Thấy lên, đó. Nghỉ đi cho khỏe, đưa tay kia nữa, đưa tay kia nữa. Rồi. Rồi đó, con làm đi, làm đi. Rồi, nó nâng vô. Đó, mình là secure mà. Secure duty mà. Đó, good job, JD. You look so cute. Con đá vô chân con đau rồi hả? Xe. Ừ, xe lên xe ngồi đi. Sao trời hả? Cá đó con. Con cá đi lên ngồi đi. Mới 2 giờ mà dậy rồi đó. Còn chút mà ngủ lại ha. Không lẽ 5-6 giờ ngủ lại mà 5-6 giờ ngủ lại rồi chơi con làm mess up hết cái schedule rồi chơi ơi. Con mess up cái schedule rồi. Rồi một là tối nay con ngủ sớm. Rồi hai là tối nay sao mà con chạy ngủ trễ thôi chịu thua luôn rồi. Mà bây giờ cho tới 5-6 giờ là con phải đi ngủ lại. Nếu mà 5-6 giờ con ngủ lại là 7-8 giờ con phải ngủ. Mà 7-8 giờ con ngủ là sáng con thức dậy sớm là chết mẹ luôn. Con mà ngày mai mẹ đi làm nữa nè chay nè. Thôi chơi, con chơi dậy đó chơi chay.
Mai mày đi làm mà con thức khuya một cái là chết mẹ luôn. Con nhớ hồi tuần rồi không? Con nhớ hồi tuần rồi không? Con nhớ hồi tuần rồi 11, 12 giờ con mới ngủ rồi. Rồi 6 giờ cái con dậy là mẹ phải dậy theo con, là mẹ ngủ một đợt đêm mày ngủ có 5 tiếng đồng hồ, con nhớ không? Chết mẹ rồi. Cũng nói chung là cũng vậy đó cô chú ơi. Nít nó vậy đó, ngày nó ngủ dày mà mai ngày kia nó ngủ khác y vậy đó. Mà lửa đúng ngày thứ sáu nó chơi vậy mới chết tôi chứ, thứ bảy tôi đi làm mà chơi lửa đúng cái ngày. Ngủ cho đàng hoàng để mẹ đi thứ bảy mày đi làm cả ngày mày có sức mày đi làm chứ. Kỳ lạ thiệt, không biết sao luôn. Sáng sao mà bỏ cỡ 4 giờ mà ép nó đi ngủ lại được, 6 giờ nó dậy thì có thể 11, 12 giờ đi ngủ lại. Nó cũng mệt mình ha. Không biết đường nào. Chay ngủ trễ lắm cô chú ơi, chay nó ngủ cả 11 giờ, 11 giờ mấy, có khi 12 giờ nó mới ngủ. Ngủ trễ lắm. Ngủ tới 9 giờ rưỡi, 10 giờ nó dậy. Chơi không mà nó đợi mẹ, nó đợi ba nó ngủ rồi nó đợi người tắt đèn, rồi nó đợi đủ thứ á, rồi nó mới chịu là nằm im nó ngủ chứ mấy nó chơi không à. Giờ con chay này mà thức tới 2 giờ sáng nó thức tới 2 giờ sáng luôn. Rồi bữa đi qua bà nội năm cũng vậy đó, ngoại năm cũng vậy đó. Chơi cái giờ ngủ đồ trái cái thức tới 2 giờ sáng ai cũng thức theo. Thứ ham chơi. Thứ ham chơi đâu? Chị mẹ coi, thứ nào ham chơi? It's the end, do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do, it's the end. Grandma Shark, do-do-do-do, Grandma Shark, do-do-do-do, Grandma Shark, do-do-do-do, Grandma Shark. It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do. Rồi, cầm bánh lên. Baby shark, do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do, daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandma, do-do-do-do-do. Mệt chưa, mẹ mệt rồi đó. À, trời ôm em đây nè. Em đang lớn rồi hả? Đứng ngồi, đứng ngồi, đứng ngồi. Đúng rồi, em ngủ á. Úi trời.